Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những thông tin chi tiết cụ thể về mẫu đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Cell Winding Chronograph. Dòng đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak đã rất là nổi tiếng với bộ dây kim loại đặc trưng được hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ. Tuy nhiên thì Royal Oak vẫn có một nhánh nhỏ với những thiết kế sử dụng dây da mềm mại và sang trọng, giống như là mẫu đồng hồ ngày hôm nay hiện đang có mặt tại Gia Bảo Luxury. Nhìn qua, chúng ta vẫn có thể thấy được tất cả những nét thiết kế quen thuộc của dòng Royal Oak trên chiếc đồng hồ này, đó là vành ben rùa bát giác với 8 chiếc đinh vít đặc trưng hay là mặt số tapestry với nhiều ô vuông quen thuộc. Toàn bộ những chi tiết bên ngoài chiếc đồng hồ đều được làm từ vàng 18K quý giá và điều này bao gồm cả những chiếc đinh ốc hay là chốt rất nhỏ bé. Với đường kính 41mm, chiếc đồng hồ này sở hữu kích thước chuẩn so với thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, hai nút bấm chronograph cũng làm cho chiếc đồng hồ trở nên to lớn hơn một phần so với các mẫu 3 kim một lịch thông thường. Hai nút bấm chronograph được trang bị thêm cơ chế khóa bằng núm vặn, giúp tăng thêm khả năng chống nước cho chiếc đồng hồ. Nếu để ý kỹ hơn, các bạn có thể thấy được là những người nghệ nhân tại Audemars Piguet đã chăm chút hoàn thiện chiếc đồng hồ như thế nào. Từng đường xước được trải rất mịn, đều đặn và liền mạch. Những phần cạnh đánh bóng lại được xử lý đối lập hoàn toàn, tạo nên độ tương phản hoàn hảo. Phần núm chỉnh giờ được dập nổi logo Audemars Piguet một cách sắc sảo và sự sắc sảo này vẫn được giữ nguyên khi chúng ta soi kỹ hơn bằng kính lúp. Và như đã nói ở trên, mẫu đồng hồ này không sở hữu bộ dây kim loại đặc trưng của dòng Royal Oak. Toàn bộ phần khóa và đinh ốc đều được làm từ chất liệu vàng hồng 18K, giống với phần vỏ đồng hồ. Logo của Audemars Piguet của thương hiệu thì cũng được xuất hiện trên khóa cài với thiết kế cong nhẹ ôm trọn phần cổ tay. Với những người không thích sử dụng dây da, các bạn hoàn toàn có thể thay bộ dây nguyên bản bằng dây cao su của thương hiệu Rubberby như trên chiếc đồng hồ này. Với bộ dây cao su mới, chúng ta không phải lo về việc đi đường dính mưa hay là dây da bị thấm mồ hôi và tỏa ra mùi hương không mấy dễ chịu. Gia Bảo Luxury hiện đang là nhà phân phối chính hãng cho thương hiệu Rubberby tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng đang có rất nhiều mẫu dây cao su với nhiều màu sắc khác để các bạn có thể lựa chọn. Phần vỏ ngoài đã đẹp như vậy rồi, không có lý gì mà số đồng hồ, bộ mặt của chiếc đồng hồ lại xấu cả. Các bạn có thể tìm hiểu qua cách mà Audemars Piguet chế tác những mặt số tapestry. Họ sẽ sao chép hoa văn từ một mặt số lớn qua mặt số tiêu chuẩn bằng một thiết bị đặc biệt. Quan trọng hơn, phong cách chế tác này vẫn được giữ nguyên theo thời gian, mặc dù đã có nhiều phương thức sản xuất nhanh và hiệu quả hơn được ra đời. Theo những người nghệ nhân, việc sử dụng quá nhiều máy móc sẽ khiến cho chiếc đồng hồ mất đi cái phần hồn, đó chính là công sức của những người thợ, những người đã bỏ công sức tạo nên chiếc đồng hồ. Ba mặt số phụ được thiết kế với tông màu vàng hồng tạo sự tương phản hoàn toàn với tông màu xanh lam mang tính lạnh. Chất liệu vàng hồng cũng được sử dụng trên nhiều chi tiết khác của mặt số như là cọc số hay kim que. Nằm phía sau mặt số là bộ máy Calibre 2385 giúp điều khiển hoạt động của chiếc đồng hồ. Mặc dù Audemars Piguet sở hữu thương hiệu APRP, một thương hiệu máy nổi tiếng chuyên chế tác cho những hãng đồng hồ lớn như là Richard Mille, HIT, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những mẫu đồng hồ của họ đều sử dụng máy in-house. Và ví dụ tiêu biểu nhất chính là Calibre 2385 bên trong chiếc đồng hồ này. Audemars Piguet không sản xuất Calibre 2385, mà thực chất họ mua lại bộ máy của thương hiệu Frederic Piguet, Calibre 1185 và thực hiện công đoạn hoàn thiện, tỉa tót lại bộ máy cho phù hợp với tiêu chuẩn cũng như giá trị của thương hiệu. Trên thực tế thì bộ máy in-house hay không, không nói lên giá trị của chiếc đồng hồ mà chính chất lượng của nó mới là thứ đáng để nhắc tới. Bên cạnh roto, những chi tiết khác của bộ máy như là cầu nối, đinh ốc hay chân kính cũng được hoàn thiện một cách tối đa. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không thể thấy được điều này do mặt đáy của chiếc đồng hồ được thiết kế kín và thứ duy nhất có thể thấy được chính là dòng chữ Royal Oak được dập nổi ở phía sau. Và để kết thúc video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đưa ra nhận xét tổng thể về chiếc đồng hồ Audemars Piguet này. Đây có phải là một chiếc Royal Oak truyền thống với những thiết kế đặc trưng hay không? Câu trả lời chắc chắn là không, vì chiếc đồng hồ này không sở hữu bộ dây kim loại độc quyền của Royal Oak. Nhưng đây có phải là một chiếc đồng hồ đẹp hay không thì câu trả lời chắc chắn là có và có lẽ ai cũng đều công nhận điều này. Đó là những điều thú vị xung quanh chiếc đồng hồ ngày hôm nay mà Gia Bảo Luxury muốn mang tới cho các bạn khán giả. Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới và đừng quên đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!